Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Đi Tin Đừng Có Mơ nha. Và hôm nay mình giới thiệu anh em một tựa game rất là thú vị. Và đặc biệt hơn nữa là tựa game này nó có mặt trên cả Android, iOS và cả PC luôn. Và anh em nào thích tựa game này có thể mua về chơi thử nha. Đây là một tựa game cực kỳ thú vị, thuộc thể loại nhập vai, chiến thuật. Và mình cũng có thể build trang bị vũ khí và tăng chỉ số cho từng cái hunter, từng cái nhân vật mà mình có thể điều khiển. Và mỗi nhân vật đều có một cái kỹ năng đặc biệt, từ lướt qua lướt lại hay là gây sát thương AOE đến dồn sát thương đơn mục tiêu các kiểu. Nói chung là rất là đa dạng về cái lượng sát thương cũng như là kỹ năng các kiểu để anh em có thể chơi. Ngoài ra thì trong game cũng có một cốt truyện rất thú vị, và bối cảnh chiến đấu chúng ta thì trong một khu vực rất là nhỏ, được thiết kế rất là đẹp mắt, có đánh chùm đánh đồ nữa. Nói chung rất là hay, anh em nào yêu thích từ game này có thể tải về chơi thử hoặc là anh em mua nhé anh em nhé. Rồi, anh em nào quan tâm thì xem like, ủng hộ, đăng ký và giới thiệu cho mình những tựa game. Mình sẽ tiếp tục review cho anh em những tựa game sắp tới. Bye bye anh em.